sớm một ngày thì bạn nhanh thành công nhiều ngày các bạn. Một ngày bạn giác ngộ được một cái lý tưởng nào đó, một thói quen nào đó, sớm một ngày thôi, thì các bạn có đồng ý thôi là nó cấp số nhân hoặc nó cấp số cộng nó cũng được nữa. Cho bạn một cái động lực, một cái tiền đề để bạn phát triển nhiều hơn. Bạn sớm một ngày thì bạn sẽ sớm hơn nhiều ngày. Còn bạn chậm một ngày thì bạn sẽ chậm hơn nhiều ngày. Khi bạn giác ngộ một thứ gì đó, hãy... khi nó đến thì mình chào đón nó, kể cả tiêu cực cũng thế, với một nụ cười. Khi nó đi mình cũng chào, tiễn đi, bye bye em. Rồi mình lại chào đón những cái cảm xúc khác. Tất cả chúng ta đều là con người và đều là những đứa trẻ. Chúng ta sinh ra cuộc đời này với tiếng khóc rất to. Thì chắc chắn xác định là cuộc sống cũng sẽ luôn có khóc, có cười, có vui, có giận hơn, có hạnh phúc. Nhưng mà điều quan trọng đó là mình biết rằng mình là người cần chăm sóc bản thân mình rồi nhé. Và hãy đón nhận mọi cảm xúc với cái tâm thái mình. Sẽ có những lúc em cảm thấy mệt lắm, có nghĩa là mình chả muốn học gì cả, mình cảm thấy học nó chả vào gì, kiểu gì ấy, tâm trạng nó thế nào ấy, thật sự như vậy. Cảm giác là sao nhiều thứ thế, quay cuồng mệt mỏi, thì những lúc như thế hãy đi nghỉ ngơi. Em đang bị cơ thể nó báo cho em đấy. Em hình dung em khi em thấy mệt là do cơ thể nó báo em là mệt rồi, hãy nghỉ đi, hãy sạc pin đi. Thế nhưng mà mệt, đừng để cơ thể nó báo suốt, hiểu chưa? Thế có những ông là báo suốt thôi, toàn ngủ đây. Các em phải có đạt đến cái cảm giác là khi mình mà ngủ quên mất và không hoàn thành được mục tiêu trong ngày đó là mình cảm thấy hối hận đấy. Khi nào mà em cảm thấy hối hận vì mình ngủ nhiều quá, mình hay là mình phí thời gian quá. Có một điều mà mình đã học được để không thất vọng, đó là đừng nghĩ bản thân đặc biệt hay quan trọng với một ai đó. Mỗi người đến với thế giới này sống đều vì bản thân họ, và họ là nhân vật chính trong cuộc đời của mình. Sẽ không có ai sống hộ cuộc đời của bạn, và chắc chắn bạn cũng sẽ không muốn ai sống hộ cuộc đời của mình. Tất nhiên, khi đã hết lòng với ai đó mà không nhận được kỳ vọng như bản thân mình mong muốn thì sẽ có một chút hụt hẫng chứ đúng không? Nhưng mà nếu họ có buồn không thì câu trả lời của mình sẽ là không. Mình cũng là nhân vật chính trong thế giới của mình mà, việc gì phải hơn trách. Kẻ không biết quản lý bản thân á, họ gáy rất là to, tuyên bố kiên trì và đặt ra 7749 mục tiêu nhưng không bao giờ đạt được. Video này là dành cho những người như vậy. Bạn luôn tắt đồng hồ báo thức 7749 lần mỗi sáng. Bạn có rất nhiều mục tiêu ở trong đầu và cả ở trên giấy, nhưng mà cái điều đáng buồn nhất là bạn chưa thực hiện được một mục tiêu nào cả, dù là nhỏ nhất. Bạn tiêu tốn rất nhiều thời gian vào những điều vô bổ và luôn cảm thấy bất an. Đây chính là những cái ví dụ minh chứng cho việc bạn chưa có kỹ năng quản lý bản thân. Đã bao giờ cậu tự nhiên bật khóc trước đống bộn bề áp lực, cho dù mình cố gắng nỗ lực đến mấy vẫn không thu được kết quả gì chưa? Những lúc như thế thì cậu cứ khóc đi nhá. Đó cũng là lý do mà mắt của chúng ta có tuyến lệ đấy. Không phải là do không cố gắng, không mạnh mẽ, mà là do chúng ta chưa hoàn hảo, thời cơ của chúng ta chưa đến. Chính vì vậy, hãy cố gắng trau dồi bản thân. Mỗi khi cơ hội đến thì hãy nắm bắt lấy nó và cố gắng hết sức mình nhé. Cô có thể chạy giúp các con một đoạn cho các con đỡ vất vả, đỡ mệt. Nhưng mà mỗi người lại phải tự chạy một cái con đường của riêng mình, và mỗi người có một con đường của riêng mình để đến với những thành công, đúng không? Và cô cũng hy vọng là các con cũng sẽ là những học sinh sẽ đạt được những thành công rất là lớn trong tương lai, vì các con là một cái thế hệ rất là xuất sắc. Vì thế cho nên là các con hãy cố gắng nhá. Cố gắng lên ạ, thành công đang ở rất gần rồi. Cố gắng lên các con. Này, đừng đợi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu làm. Đừng đợi đến khi có một góc học tập đẹp thì mới chịu học, mới dám quay video. Đồng ý là một không gian đẹp đẽ sẽ giúp chúng mình có động lực học hơn, nhưng đừng vì thấy mọi người đẹp của mình xấu mà tự ti. 10 tháng trước thôi, góc học tập của mình cũng trống trơn, nhưng mình vẫn học, vẫn tự tin quay YouTube. Mỗi ngày tích cóp dần dần một chút, thỉnh thoảng sắm thêm một vài món đồ cần thiết. Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng như trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục, không có gì ma thuật ở đây cả. Hãy để cho sự thành công thấm vào con người của bạn. Viết xuống mục tiêu của bạn, viết ra sứ mệnh của bạn. Hãy tha thứ cho chính mình. Bạn đã vất vả rồi. Điều đầu tiên bạn nên làm trước khi tha thứ cho bất cứ ai đó chính là tha thứ và bao dung với chính mình. Hãy tìm một không gian yên tĩnh và trò chuyện với chính mình, tìm về đứa trẻ bên trong bạn. Cứ sống đi các bạn. Cứ sống như kiểu là ngày mai mình sẽ không được sống nữa. Ngày nào làm được gì thì làm. Ai cũng thế, một ngày chỉ có 24 tiếng rồi các bạn. Cố lên. Rồi các bạn sẽ trở thành một con người khác, lúc nào các bạn không hay được. Nhưng mà các bạn nhìn lại quá khứ của các bạn sẽ thấy buồn cười đó. Nó làm